Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Dũng Vision. Đây là bản tin buổi sáng và phát vào buổi trưa 16 tháng 2 năm 2024, tức là mùng 7 Tết. Vẫn còn Tết, chúng ta chắc là trên Tết cho đến hết Chủ nhật. Chúc tất cả quý vị sức khỏe và vui vẻ, sau đó là sẽ làm việc. Ngày hôm nay tin tức tương đối là tốt cho Nga, mà có lẽ từ nay trở đi nó cũng sẽ tốt thôi. Có thể có những một cái vài cái cản trở trên cái bước đường coi như là hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, thì rồi cuối cùng là cái đích người ta cần đến là sẽ đến. Trước hết là chúng ta nói một cái tin không hay, đó là ông tư lệnh của hạm đội Biển Đen đã bị cách chức. Cái ông này chúng ta biết là trước đây có một thời gian mà ông ở Sevastopol xong nói là họp đấy, trong bảo là chết cái ông này với lại 34 sĩ quan, các bạn nhớ hồi xưa lâu lâu rồi. Thì là coi như là lúc đó bảo ông chết rồi, sau đó là ông họp trực tuyến thì thấy ông, thì hôm nay thì đúng là lúc đấy là ông không chết, nhưng hôm nay bị cắt chức rồi. Tức là 3 tháng mà coi như là 3 cái tàu, 2 cái tàu đổ bộ cỡ lớn và 1 cái tàu tên lửa, hộ vệ tên lửa, cho nên là cái làm ăn như thế là không có được. Thì cái ông này trước đây là ông ấy, chúng ta biết là ông là phó đô đốc của tức là ông là phó tư lệnh của hạm đội Baltic, Baltic ở trên kia, sau đó là điều về đây làm tư lệnh hạm đội Biển Đen. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì thấy cũng không ổn, cái gì thì cứ thiệt hại về người và của như thế là chắc chắn là có vấn đề. Cũng không dám nói là gián điệp, nhưng mà cứ là thiếu trách nhiệm, gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, theo kỳ Việt Nam nói thì là đi thôi. Coi như tôi tiễn anh đi rồi, chứ không thể tiếp tục nó lại còn ngày mai ngày mốt phải coi như anh làm sạch cái hạm đội này nữa, rất là mệt. Nhưng cái này thì chúng ta vẫn biết rồi, nó là do Global Hawk hoặc là nó do cái Poseidon, nó cứ bay lạng quạng đấy, RPMQ9 rồi vân vân, nó cứ bay đấy rồi chỉ điểm thôi, để đánh cả trên không cả trên bộ cái đỡ không được. Nói tóm lại là đã thứ nhất đấy, anh nấp với nhiều khi là anh còn bị này, chứ còn bây giờ anh cứ dương ra thế này thì chúng ta biết là chỗ Novorossiysk này cũng rất là chủ quan. Tàu Nga là gần như là cái la liệt ở đây, các khu vực này cứ nằm đậu đầy đây, các anh còn ra đến đây, các anh lang thang đây thì coi như nó đánh là bị thôi. Thì thôi, cái này là chủ quan của quân Nga. Thì các bạn trên kênh của anh Dũng Vision, các bạn phê bình cái chủ quan của Nga là đúng rồi. Bây giờ anh này chủ quan thì cho anh đi. Bây giờ chúng ta vào, chỉ thấy có một cái điểm chính này thôi, các điểm phụ nó cũng có lẻ tẻ, nhưng mà chắc chắn rồi, đó là Avdiivka. Thì Avdiivka thì chúng ta thấy là đây, thấy cái đại lộ đây mà chọc ra tới đây rồi, các bạn biết kinh lắm. Nói chung là đêm qua đến ngày này đánh rất ghê. Khu vực này thì nói chung đuổi các em ra, ra hết khỏi rừng cho anh ạ. Thì chúng ta thấy rất là dễ dàng nhận ra là toàn bộ cái khu vực nhà máy lọc nước đã nằm hoàn toàn là đỏ rồi. Hôm trước thì chúng ta chỉ thấy có tí cái chỗ này thôi này, ở phía trên này thôi này. Thì hôm nay là đỏ hết đây và tiếp tục đã nhảy sang đây. Bởi vì như chúng ta đã nói rồi, bên Ukraine bây giờ người ta đang rút chạy từ đằng này chạy ra, các khu này chạy ra. Chứ bây giờ trong này ai mà vào đây mà tiếp viện ở đây còn chưa tiếp viện được, mà vào đến vùng sâu vùng xa thì kiệt cho ông gùi được gùi hàng lên núi rồi đi vào cái Lai Châu đấy, mà coi như cho ông ngoài này người ta còn chưa ăn lại thì các em cứ rút ra. Tí nữa chúng ta sẽ nói cái vấn đề rút ra. Thì chúng ta cứ trước mắt là chúng ta thấy các cái gọi là địa hình này là coi như tốt rồi, tốt rồi, cái chỗ này quá tốt luôn. Thì hôm trước là còn coi như rèn giữ nhau tí ở đây cho vui, rồi bẫy vào bẫy ra cho vui, nhưng mà thực tế là bây giờ hôm nay đã ra tới đường. Hôm qua thì tôi nói ra tới cái đường này rồi, nhiều bạn có thể là không để ý, thì tôi nói tôi cũng có vẽ nhưng mà tôi chưa mạnh dạn, nhưng mà đến bây giờ thì đã cắm cờ rồi, thì chúng ta có thể vẽ được. Tiếp tục đi ra tới đây, chúng ta biết đi đây là cái đường phụ thôi, chứ cái đường chính trên này, đường 542 đi ra là Taksikina này, đó là ở đây. Còn cái đường này nó cũng là một cái đường phụ vào thôi. Thì hôm trước chúng ta nói rồi, có hai con đường, hai đường vào chọc vào đây. Thế thì chúng ta mới soi về cái chỗ này thì chúng ta sẽ thấy là
cái chỗ cái góc đường 542 này, cái chỗ 542 này thì chúng ta soi rõ vào, thì hôm trước là anh Serenki là anh đến đây đấy. Nó có một cái bảng hiệu mà rách te tu rồi thì các bạn, anh đứng selfie ở đây đấy, thì bây giờ đây là đã nằm hoàn toàn trong khu vực này rồi. Thế thì chúng ta thấy cái gì nữa là hôm trước ấy, thì tôi nói là Nga có để một cái vùng này, để lại cái vùng này để vào đây, cái vào đây tiếp viện thẳng đây luôn à. Xong thế là bục bục vào đây, các bạn biết bao nhiêu không? 600 em các bạn nhé. Ồ là 600 em bây giờ khiếp rồi, thì em chạy chạy em chạy thì giải phóng rồi, thì đỏ thôi. Thế thì bây giờ chúng ta lại thấy bên này nó lại vùng xám, thế là lại nuôi bên này, tức là lại lấn lên về phía các cái khu vực nhà máy đấy. Chúng ta thấy đây là nhà máy đây, như thấy chữ Zavod tức là nhà máy. Thế thì cái khu vực này lại bắt đầu sẽ tiếp tục giao tranh. Bây giờ tớ không có cho qua đây nữa, tớ đánh xa, đánh xa. Còn một số em mà coi như tẽ vào đây, tẽ vào đây để mà gì, để mà vào các khu vực nhà máy này nấp, nấp xuống này chết nữa. Tức là tránh cái chết này đến cái kiểu chết này sang cái kiểu chết khác. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ở đây. Đấy, trước đây thì các anh còn hàng lắm vào tới đây. Các anh vào tới đây là các anh biết rồi. Thậm chí là có những hôm nọ là có như là đánh bạc vào tới đây. Này. Thì tôi nói là cái chỗ mà cái khu vực này ấy là giao tranh cái khu vực này. Đấy. Tức là hai bên, Nga thì Nga hai bên, Nga từ đường gọi là đại lộ công nghiệp đánh vào, từ trong thành phố đánh ra. Đấy. Thì có như làm sao chịu nổi. Sao chịu nổi, đây cái chỗ này hôm trước là xám này, chỗ này xám này. Thì bây giờ nhoàn cái là đỏ hết. Cái lữ đoàn Azov số 3, tức là có thể nói là tinh nhuệ nhất của quân đội Ukraine hiện nay. Thì chúng ta biết họ nói gì không? Khi mà vào tới cửa ngõ này, vào cái ổ này, hiến tặng 1,5 tiểu đoàn, tức là 1 tiểu đoàn chúng ta cho là 400, thì 600 là coi như là 1,5 tiểu đoàn bị bắt đầu rút chạy. Hay nói cái khác là bất tuân, không tuân lệnh nữa. Nó bảo là trong 4 ngày giao tranh đây, từ hôm 12 đến 16, thì họ cũng là coi như là không biết tấn công vào đâu, bảo là tiếp viện, chứ mà tiếp viện là đánh tấn công vào đâu không biết, không có vị trí cho họ chiến đấu, không có phòng tuyến, không có nơi trú ẩn. Mà bây giờ cứ bảo vào đây được phơi thịt trước quân đội Nga. Họ có một lữ đoàn mà nghe nói trong Nga trong này có 7 lữ đoàn, có 10 mấy 20 ngàn quân, mà bây giờ làm sao đối đầu cho nổi, không tuân lệnh nữa các bạn nhé. Tại sao chúng tôi phải chết, tại sao chúng tôi phải bỏ ra cái tính mạng của chúng tôi để sửa sai cho một ai đó trước đây trong quá khứ hoặc là trong hiện tại. Trước đây là Zelensky, trước đây có thể là kể cả cái lệnh của Zelensky là bằng tử thủ ở đây bằng mọi giá. Rồi bây giờ đến Syria cũng nói là sẽ coi như là giam quân Nga tại khu vực này, giữ chân quân Nga tại khu vực này lâu nhất có thể, ít nhất chỉ ít là cho đến giữa tháng 3 đến đầu tháng 3. Cho ông Putin là coi như là ông, cái bầu cử của ông sẽ bị coi như lu nhòa bởi vì cái không chiếm được cái Arika vân vân. Thì họ ấu trị quá, thật là ấu trị quá. Nhưng mà bây giờ lữ đoàn trưởng đây, lữ đoàn khét tiếng gọi là Azov đấy, số 1 nhất tinh nhuệ hiện đại, tôi coi như là các bạn biết là hôm trước tôi nói là ở Kiev để mà bảo vệ cho Zelensky. Sau khi Zelensky xuống rồi cái thì bắt đầu là đổ đệ là đưa hết ra ngoài tiền tuyến hết đấy. Thì trong đó thì có một số thì chúng ta biết là Selidove này thì là coi như là anh chỉ bị mũi ít ở đây thôi các bạn nhé. Cái lữ đoàn 3 nó bị mũi ít ở đây thôi, chứ còn các cái lữ đoàn khác nó đến đây là nó bị thôi. Selidove, tại vì chúng ta biết là nó chỗ ký ép mà nó đến đây thì nó cũng cùng tuyến này. Đấy, ký ép rồi. Đấy. Cái chỗ này là Selidove, ký ép lên xuống thì nó cũng có đi ngang qua đây thôi. Nhưng mà chắc là cho một tiểu đoàn vào đấy ăn uống gì đấy thôi, chứ còn đi hành quân tiếp.
thì bị thôi, chứ còn các cái nơi khác mà đi từ Zaporizhia, Robotina này cái thứ là họ đi Robotina đi rồi, đi lòng vòng chúng ta nói rồi đấy, từ Orykhov này đi đi lòng vòng tới tới chỗ này là coi như bom. Số em thì đi từ trên Kiev kia xuống này coi như cũng tới đây là coi như là bị bom, số là em đi vào à, đây chúng ta đã nói chuyện này rồi. Akrops Seridova 4 điểm á, Veronograd gọi dưới này, Tursku này dưới này, 4 cái điểm này chúng ta nói rồi. Thế thì bây giờ hiện nay trong cái nội đô của Donetsk thì chúng ta biết là bố trí là như sau. Cái tại khu công nghiệp ít thôi, có 4,5 ngàn thôi. Tại trung tâm khu vực này, tại khu vực quận 9 phố cổ 3,5 ngàn, tổng cộng 16 ngàn quận. Tiếp tục vào 2 đến 3 ngàn. Lại một lữ đoàn 3, lữ đoàn Azov không đã 2 ngàn rồi, còn lẻ tẻ đánh vào. Thế như vậy chúng ta thấy là tầm khoảng cũng 20 ngàn. Thì đúng như như tôi nói hôm trước, thế là khoảng 20 ngàn. Khoảng thôi các bạn nhé, tại vì nó đánh đấm rồi chết rồi, hàng rồi chạy rồi rút rồi một thứ thì cũng chả biết là bây giờ còn bao nhiêu, nhưng mà chuẩn bị mà Nga đánh lớn nó là như thế này. Thì là Nga thì chúng ta biết là 40.000 quân, 40.000 quân thì chúng ta cũng nói lâu nhiều, thì tất nhiên là về quân số đã hơn rồi, tinh thần thì hơn rồi. Tấn mà các bạn biết là cứ bây giờ cứ hai người đuổi nhau, cái người mà bị đuổi là có khi cũng chạy rất nhanh nhưng mà rất là sợ à. Bởi vì á, một là thoát, hai là chết, hai là bị tóm, cho nên cái tâm lý của cái thằng chạy là bao giờ nó cũng nó bất an hơn là cái thằng đuổi. Thằng đuổi là một là ta tóm được mày, hai thôi ta đích đuổi là mệt tạm không đuổi nữa, nhưng mà cái thằng bị đuổi là thằng mới sợ. Hay nói cái khác là cái tinh thần của cái thằng tấn và cái thằng chạy khác nhau. Thế thì bên này ông này cũng 40.000 rồi mà ông là cái thằng tấn, còn bên này là ít hơn rồi mà là cái thằng chạy, thằng sợ, cái thằng nghe nói bị bao vây, nghe ủng ngoạn cái thứ là bây giờ là khiếp rồi. Chứ bên cái bên thằng chạy này thì các bạn biết rồi, nó yếu hơn, nó đâu có pháo đạn nhiều như Nga. Mày bắn được một quả tao bắn mày tới 5 quả luôn, rồi mày ở dưới hầm tao ở trên này cứ ầm ầm, rồi mới nói là ở dưới là chịu không nổi đời luôn, nó vang nó viết rồi nó là vọng vọng lại nữa thì coi như là có phải là hoang mang tột độ đấy. Rồi ông nào lóc ngóc bò lên là tôi nhìn thấy là nào ở dưới thì còn nghe tiếng tiếng nổ thôi, trên là không những nghe tiếng nổ mà còn nhìn thấy cháy rồi đổ nát đủ thứ ở trên đấy. Rồi bắt đầu lâu lâu lại có một hai ông lóc ngóc bò lê lết trên đường, trên trên đống đổ nát ra nữa thì có phải là cảnh tượng hãi hùng. Đánh gì, tư tưởng nào mà đánh, rồi bắt đầu là móc cơm móc gạo đâu có mà ăn, ai nó tiếp tế cho vào. Cái thằng tiếp tế nó vào, bây giờ nó vào từ cửa ngõ là nó vái sư phụ rồi, nó bảo là bây giờ tôi đánh, bây giờ đưa ra cho tôi cái nhảy xuống xuống đâu là bắn bùng bùng nào vàng vậy. Còn bây giờ bảo là đào công sự đi, tôi phải có nhiệm vụ nào đấy, là bọn ở đây nào, cái lữ đoàn ba này nó tới nó nói thế đấy các bạn, không phải nhiệm vụ chúng tôi đây là tới là đánh thôi, chứ không phải là tới bây giờ đi đào công sự đi lập phòng tuyến rồi những là nọ kia, mà trong khi nó bắn ầm ầm trên đầu như thế, trốn không có chỗ đứng mà trốn, mà bảo đứng ra mà đào, chứ không phải. Tình hình là vô cùng hỗn loạn, vô cùng khó khăn, mà cái điều này là điều biết trước cả rồi, thấy cái vạt thấy rất rõ rồi. Bây giờ đánh là bây giờ đánh bằng tinh thần này. Nói như một số cái bạn ở trong trong comment thì nó coi như là võ mồm thì được, chứ còn bây giờ mà đánh cái gì nữa mà đánh. Như là quân giải phóng miền Nam hồi xưa với bộ đội Bắc Kỳ và từ ngoài vào bộ đội chính quy rồi các kiểu, đánh từ dưới biển đánh lên, đánh từ tây phía tây là cái gì Campuchia đánh sang,
từ nam xuống bắc vào, từ trên núi nó đánh xuống, chạy chạy gọi là xin lỗi, tốt quân mà là còn nó đánh cái gì, là coi như là quăng súng quăng đạn, là bởi vứt luôn cả giày chạy cho nhanh, chứ đừng nói đi giày chạy khó, quần áo là coi như là áo giáp mũ là vứt hết đi, xong có được cái áo dân nhà dân vào cướp, lấy lên cái quần áo dân và đi giống như dân thường đấy thôi, chứ còn may ra có thoát, chứ còn ông còn mặc cái đồ lính đồng chết. Thế đấy, thế thôi, bây giờ là như vậy thôi, còn chạy thôi, đánh gì nữa mà đánh. Hôm trước tôi nói 72 tiếng, bây giờ còn 48 tiếng, bây giờ còn 40 tiếng nữa, cứ súng dần. Chết rồi. 3.500 quân này, trong khi đó hôm trước là tôi nói các bạn nha, đây là số 1, đánh đầu tiên này, các bạn cứ xem tôi nói đúng hay sai, có sai cũng chả sao, đúng thì là còn là giỏi. Nếu mà còn sai thì có thể nó do các cái vấn đề nó tác động rồi các bạn. Chỉ kế hoạch là như vậy đấy. Khu công nghiệp số 2 và cái này số 3. Tại sao nó là số 3? Thì cho các em này rút ra đây chứ. Em rút ra đây thì đương nhiên là phải đánh các khu vực này, đánh mãi rồi cuối cùng ra đây để mà chạy mà. Nó chạy về phía Tây mà. Thì đang từ Đông chạy sang Tây thì cái em này phải là cuối cùng rồi. Còn cái em này dưới hầm thì coi như bây giờ đang đánh rồi các bạn. Đang đánh, tí nữa chúng ta sẽ soi vào chỗ. Hôm nay thì đi đâu cũng thấy thắng. Giống như chơi chứng khoán năm 2006 hay là 7, ai chơi chứng khoán đánh đánh con nào cũng thắng, cổ phiếu nào cũng lên, nó rầm rập. Còn khi mà nó đau, nó đã xanh xanh lét xanh lơ rồi thì chơi và con nào cũng chết, thì đây là chơi cái nào cũng cũng thắng. Thì chúng ta đi vào cái phía dưới sắc cà, gọi thành trì đấy các bạn nhé, chúng ta xuống cái thành trì xem thăm thăm cái thành trì kìa. Hôm trước là thấy màu xanh mà bây giờ đỏ rồi, để cho các bạn mới thấy là có những cái nhận định của anh Dũng Vision mà đi, chứ hồi trước là đây, cái chỗ này nó lên thế này đâu các bạn đâu, các nhà đâu như này, xong rồi cũng chưa phải thế này đâu, nó thế này cơ, xong rồi tôi sẽ vẽ như thế này, xong đó tôi đã vẽ luôn thế này đấy. Thì bây giờ thì đúng thế thôi, đúng luôn rồi đấy. Saka đây, căn cứ không quân đây. Này, chúng ta vào này, đấy, căn cứ không quân này. Thì hôm qua là nhà khép kép vào đây, bên này khép kép vào đây, xong rồi hôm qua tôi nói gần 700 mét, thì bây giờ là xuống nằm đây rồi. Không cho chúng nó thoát, không cho chúng nó thoát. Chúng mày nằm ở trong này là gọi thành trì, thì cứ ở trong thành trì mà. Nhưng mà cũng có một số thằng thoát được đấy các bạn nhé, lẹn lỏi đi, đi đi lẹ, nó thoát được rồi. Bây giờ cái trên này nó còn cao lên tới đây rồi các bạn này, nó ngang cao tới cái mũi này rồi, nó ra tới đây rồi, cái đường này đang chuẩn bị lấy nốt này, lấy nốt cái đường này này. Đấy, chúng ta nhìn ra đây cái đường này này, đó. Rồi bắt đầu lên, viết lên cái đường là bắt đầu tiếp cận quận 9, đấy, cái đường này chưa thấy quận 9 đây, The Varest, là coi anh chưa, còn một đoạn này nữa, tạm thời, này. Tới cứ lấy tới đây là cho các em nào mà chạy từ trong này mà chạy ra cái lối này là bị hết, không ra được, tập trung vào quận 9 cho anh. Trên này thì coi như là hôm trước là cái gọi là xin lỗi, liếm liếm ra được một tí chỗ này, gọi là liếm tí chỗ này, bữa nay các anh đánh quá từ từ thôi, để nhử nhử nó vào, nhưng mà nó biết là thằng tự đoàn ba nó không vào nữa rồi, nó đang rút rồi, tức là cái anh tiếp viện mà rút thì thôi, chứ còn trong này thì làm gì, anh yếu anh gần chết rồi, chờ mình cứu cứu, giống như là đang chơi với còn như là hai cánh tay còn ngoi ngoi thì mặt nước sống, còn một cánh tay mà cái thằng kia nó tới nó cứu, nó đã cứu, nó lại chạy, nó bảo ta cứu cho mày cho tao chết luôn, là nó vào thì ông này thì xong như con gì nữa. Đấy, trước tí ra này, bữa nay anh ra tới đây ông ấy cứ đỏ đỏ ra đây này, đỏ ra đây này, còn đỏ xuống đây này, cơ mà cứ đúng là đấy chưa tiến tiếp. Tôi nói bằng hình vẽ được các hình tượng đó các bạn nhé, chỉ còn nếu không thì đúng ra này, đánh này, đánh này, đánh này, đánh này, đánh xuống đây này, đánh ra đây này, đánh ra đây này, vẽ thì ngoài ông anh cũng thế thôi, như vậy thôi. Thế thì để có nghĩa là gì, anh này tiếp tục xuống xuống thì cái lúc nãy có một cái đường mà đi lên đấy các bạn, tôi nói là các bạn đấy, thì này nó sẽ có một cái đường đi lên, tất cả đây là các cái đường này nó sẽ lên, nó sẽ tiệm cận nhau này. Tóm lại là cái đường này anh này anh phải đi vào đây cho tôi, đi vào đây cho tôi, anh này đi xuống đây rồi đó, đó lúc nãy đấy. Thế bây giờ cái đoạn này nó còn có mấy trăm mét mà chưa tới cây số thì coi như là khép gấp rồi,
Coi như có nghĩa là gì? Nếu anh này mà khép xuống anh này, mà cái này thì tất nhiên rồi, ở đây nó còn ai đâu, nó chạy chạy mất dép luôn, thành trì sắc ca, pháo đài ta rốt, là coi như là bây giờ không còn ai hết. Chúng ta sẽ thấy là quân Nga đang cắm cờ ở khu vực đấy, đang đứng ở dưới dụ cái mấy cái tháp tháp phòng không, đánh xong là coi như là họ sẽ lên. Thế thì coi như là chúng ta thấy là còn cái chỗ này đang đánh xuống đây, cái chỗ đỏ đỏ lúc này chúng ta nói đây, và đánh xuống cái chỗ này thì dâng ra. Tại vì đây nó có một con đường nó đi vào quận 9 này, các bạn biết là con đường này này. Đây này, cái chỗ đây đây là đây quận 9 này, đây chúng ta thấy số 9 này. Đây này, đây là con đường thực tế là coi như là thứ cấp thôi các bạn nhé, thứ cấp thôi. Thế thì đây xe van nghe vào, đây xe van nghe vào, còn trên này là taxi nghe vào, và ở dưới này nó có một con đường nữa là chúng ta lúc nãy phân tích rồi. Đấy, đây cái đường chính, đây con đường phụ, còn con đường này nữa là con đường cũng là rất quan trọng. Thì ở đây nó còn có mấy 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 thôi các bạn. Các bạn nếu mà đo là nhảy 2-3 bước, bạn nào mà nhảy xa hồi xưa mà học cấp 3 mà nhảy 1-2-3 nhảy xa là cũng kéo tới rồi. Đấy, tôi nói tí cho vui thôi, chứ còn thực tế là nó còn một tí nữa là coi như sẽ không còn lối ra. Hay nói một cách nó văn hóa văn nghệ hơn một tí, tức là chỉ còn mấy trăm mét nữa Adika sẽ bị tách lìa ra khỏi thế giới, cô lập, dùng từ cô lập thì nó hay hơn, tức là bị tách lìa ra khỏi thế giới. Thằng trăm không ra được, thằng vào thằng ngoài thì không vào được, tức là nội thì bất xuất, ngoại bất nhập. Bây giờ từ ngữ bây giờ nó cứ loạn hết, các bạn chả có nhớ nó chỉ chính xác thôi. Từ ngữ tôi nhiều lắm đấy, nhưng mà có cái là nó, nhiều khi nó hưng phấn lên là nó cũng tuổi tác, nhiều khi nó cũng quên. Đây các bạn thấy được chưa? Rồi chỗ này lõm lõm này, đây cái chỗ này hôm qua tôi cũng nói này, bây giờ làm ra tí đây thì đúng ra tôi giao là phải xong cái chỗ này hôm qua, mà sao mà giờ này mới được có miệng này. Thôi được rồi, không sao hết, chỗ này cũng ba cái chỗ mà rừng nó cháy rồi, chả quan trọng, cứ đánh từ từ cũng được, miễn là chắc cho tôi. Đấy thì chỗ này chúng ta thấy đang lên ha. Nhưng mà cái chỗ này, cái khoảng này là phải để cho các anh, dành cho các anh sau cùng. 3.500 em, trong này là coi như là 8.000 em. Tôi lấy ví dụ như quận 9 mà chạy này, nếu thành quận 9 3.500 chạy, mỗi nhóm 15 người thôi, nếu đông quá là bỏ. Mà bây giờ cái đường xá này cũng không đi đi mà thành đoàn như là giống như là hải quân cái kiểu ấy được. Đi cái ủng mà nó tới đâu nó lút tới đó, xong được nhấc mãi lên rồi xong lại bước phát thứ hai nữa thì làm gì mà nhanh cho được. Đấy, xong rút mãi nó mới lên được cái bùn này, thì lại cứ thế. Thì coi như nói chung anh nào mà bị cụt chân, bị thương binh là coi như nói chung là ở lại rồi. Tại vì phải có một chân mà anh rút lên thì một chân kia anh lại phải đạp xuống, thì anh có một chân thì anh có mà nhảy à. Nhảy sao được. Thôi anh ở lại đầu hàng đi, tù binh. May ra còn có các cái đội gọi là điều trị cơ động của tiền tuyến của Nga đem ra, họ vào họ xử lý cho. Nói chung các bác sĩ y tá của bên nào cũng vậy, nhưng mà đặc biệt là bên Nga là người ta sẵn sàng, người ta cứu chữa. Thế thì cơ may sẵn, chứ còn đi loạn quả này là không khéo. Mày tưởng mày hai chân mày rút được mày ra đấy là khéo bòm rồi, có rồi mà bom nó chắc rồi, nó chắc rồi, tha ta nằm một chỗ, ta quăng súng ra xa xa cái là ta cứ dầm cứ người phèo phào ra đấy rồi này cũng kéo lại sợ này, chưa biết được. Thế thì bây giờ là coi như là 3.500 quân này cứ 15 em một nhóm thì như thế là khoảng 200 nhóm, 233 nhóm đấy, tức là 200 nhân 15 là 300, thì đây là 3.000, thì đây là 3.500, tức là 233 nhóm. Và cứ mỗi 10 phút là đi một nhóm, 10 phút là rút đấy các bạn nhé, đang rút đấy nha, chứ không phải hành quân vào chiến đấu đâu, rút đấy, rút cũng phải có trật tự, cũng phải có bài chứ không chết. Đi mà cả cụm là coi như làm cả nải đi, coi như là hết mười mấy quả luôn, chứ còn đây là từng quả một cứ thế rời đi, trong âm thầm, trong lặng lẽ nha, không nổ súng, đấy. Quân đội mà không được nổ súng, nổ súng nó biết là đang rút ở đây, đang nhóm họp ở đây là chết nữa, không nổ súng, im lặng. Thế là cái như chúng ta thấy là 10 phút một nhóm thì tính ra hết 230 nhóm này cho 3.500 người này, mỗi nhóm 15 người này thì hết 2.300 phút. 2.300 phút
mà chúng ta chia cho 60, nếu mà 2.400 phút chia cho 60 phút một giờ thì như thế hết 48 giờ. Còn nếu mà 2.300 phút chia cho 60 phút, tức là chia cho ra giờ thì được 40 giờ. Như vậy là thiếu 8 tiếng là sẽ 2 ngày. Có nghĩa là gì? Trong 40 giờ, trong gần 2 ngày là sẽ rút hết 3.500 này. Theo gọi là một cái gọi là kế hoạch rút, kế hoạch hóa, tức là gần 2 ngày sẽ rút hết 3.500. Đấy là mày ở quận 9, chứ mày mà ở trong trung tâm này thì mày ăn cho hết, mày còn lâu. 8.000 này nữa thì coi như là thôi, chắc là không kịp rồi, không kịp rồi. Tôi xong rồi. Cổ thế chứ có phải rút mà được đâu. Cho nên thế Nga bây giờ thấy có đánh không? Thấy nó rút như vậy là thấy 15 tháng 1 có đánh không? Đánh nhưng mà ít. Đấy. Đánh trúng thằng nào thì nó trúng, trúng đoàn nào thì nó trúng. Còn vấn đề cái điểm tập kết này và đường Varex này và đây làm quả lớn luôn. Bom Pháp, bom Việt em sẵn rồi, vừa về bay sẵn rồi. Các bạn biết là bắt đầu nó tập trung mà ăn cơm, mà bắt đầu là cái đám này chuẩn bị đứng dậy, đám kia mới vào cái là nó đúng vào cái lúc đấy là đánh. Lúc đấy đánh 12 giờ kém, chứ là 12 giờ kém là đội này phải rút đi, còn cái đội kia là bắt đầu ăn thì coi như là đúng 12 giờ kém đấy, là coi như là thằng chưa kịp đi, thằng thì mới đến là coi như là một phát thì coi như là bốn Iskander rồi, còn là xung quanh là em cứ là coi như là pháo kích vào thì coi như là khó thoát lắm. Nói chung là chung dưỡng gầm chạm thì có khả năng thoát. Đấy thì chúng ta phân tích đấy là 40 tiếng nữa, có nghĩa hôm nay 16 hay 18 là có lẽ là thất thủ. Đấy là tôi cũng lạc quan đấy các bạn nhá. Đấy là bởi vì người ta không có đánh nữa. Người ta không đánh nữa mà người ta chỉ có rút thôi, mà tính cái thời gian rút là cứ cho là 2 ngày nữa. Thế là coi như là hôm qua tôi nói là 72 tiếng, bây giờ là còn 40 tiếng đi. Đấy thì coi như là 1-2 ngày nữa làm sao để làm cho xong cái mâm này để còn đi giải quyết cái trà súp gia với Ivanov. Trà súp gia bữa nay là đang bom Pháp viết rồi, coi như đầy trong trung tâm rồi. Còn quân Nga nó đâu cứ dập dành ở phía ngoài rồi. Chờ tôi lại đánh là coi như đánh như là dạng như cuốn chiếu luôn, đánh mà dịu dạng sụp đổ theo cái tinh thần là bại hoại luôn, thì chứ còn đánh mà không có tinh thần. Thằng tinh nhuệ nhất mà nó tuyên bố rồi, các bạn tôi này nó rất nhiều cái văn bản bằng tiếng Anh và tiếng Nga nhiều lắm, nhưng mà thôi tôi chỉ nói lại như thế này được rồi, chứ mang ra tôi đọc rồi tôi dịch cho các bạn xem, hoặc là bạn nào dịch giỏi hơn thì các bạn cứ vào các bạn soi ra các bạn biết. Bi quan lắm, coi như sợ hãi, hoảng loạn, nó dùng từ là hoảng loạn, nó gọi là đây là cái gì đây, giống như các bạn biết là cái dân mà chính quy lính cậu ở Kiev về đây mà. Cái gì đấy, bảo đánh ở đây à, toàn những lần xác chết với nhà cửa ngổn ngang rồi đống đổ nát rồi cháy đen rồi, coi như là bây giờ là công sự đâu, là còn hỏi công sự đâu, phòng tuyến đâu, nấp ở chỗ nào, ăn ở chỗ nào, bây giờ đánh là đánh vào đâu, phía trước hay là phía sau, 360 độ em nhá, đằng trước đằng sau đằng trái phải rồi là 360 độ, em quay quanh chỗ nào cũng là Nga rồi. Còn đánh đâu, đánh tất cả, đánh xung quanh. Rồi, xong chưa? Chưa. Còn ở trên nó đánh xuống. Có phải là anh cứ quay, anh quay một lúc anh chóng mặt, chứ bây giờ nó ở trên nó dội xuống rồi. Chứ là bây giờ thôi em, thôi, em không đánh nữa. Em xin phép. Thì bây giờ chúng ta thấy là coi như là từ cái đoạn này, em nào cũng xa thôi, mấy cái ông trong này coi như khuất núi luôn rồi. Đây là cái núi này, cái đồi núi này các bạn này, trong này thì trời cốt núi luôn, ra làm gì nữa, ra cái một đòi ở đây nó nhảy luôn sang bên đỏ này mà hạ nó nhanh. Từ cái khu vực này ra tới quận 9 này tầm khoảng 6 cây rồi. Đấy. Các cái chỗ này mà ra đây thì nó còn tầm 4 cây thôi, ra đây tầm 4 cây ví dụ đó, thì là coi như là chúng ta lại bắt đầu đi bộ mà coi như là đúng, nếu 4 cây mà chúng ta mà giống như đi hồi xưa đi học mà đi đường làng mà đi học 4 cây cũng tầm tiếng, 4-5 cây tầm tiếng, nhưng mà đây thì đi khó xương lắm, xương lắm. Mà đã thế là hết đoạn này đến đoạn kia cứ nối đuôi nhau đi theo kiểu như thế này thì coi như thì làm sao mà coi như ấy được. Rồi đâu có phải là đi cứ giống như đi học đâu,
ôm đoàn xuống nó đánh là coi như vừa đi vừa bị đánh này, chứ không phải không biết là cái chỗ nào rồi, đi rồi nấp té nữa chứ đâu phải là cứ đi mà cứ hành quân đâu. Đâu có bước đều bước một hai thì nó còn nhanh, cái này nó còn đùng đoàn chứ không phải. Rồi ra thì từng cái mâm mâm lớn này nữa là coi như là cái loại mà bom xoáy, bom lượn, bom thông minh, với lại cái loại mà nó làm nó đánh xuống mà nó làm cái hố mà nó giống như là cái miệng núi lửa ấy, chứ có phải là mà đi mà mốt hai mốt được đâu. Bây giờ chúng ta vào cái bản đồ này, và cái bản đồ này thì chúng ta sẽ thấy nó mọi cái nó có vẻ rõ ràng, nhưng mà cái bản đồ kia nó hay hơn. Nhưng mà có cái là chúng ta cũng thay đổi một tí. Đây cái pháo đài Saka này. Đây, em trước là lõm ở đây. Đây chúng ta thấy là đây, chúng ta tưởng tượng lại một tí cho nó, chứ nó rối quá. À, đấy, hôm trước là cái lên lên là cái chỗ này đây. Đấy, chỗ mà nói là mới mới lấy được một tí là đây, ở đây. Đấy, mà tôi thì tôi nói là làm cái chỗ này là bây giờ mới được cái chỗ này thôi. Đấy, trước đó tôi nói là làm chỗ này, bây giờ cũng được rồi. Cái chỗ này là cái chỗ Pitina này nữa. Đấy, trước đây là Nga chỉ có chỗ này thôi. Bây giờ thêm chỗ này. Bây giờ tiếp tục là tiếp tục chỗ này. Đấy, chúng ta thấy là pháo đài này. Tarot này. Rồi, pháo đài Tarot. Thành trì Saka. Thành trì. Thì chúng ta thấy là đây nó lên như vậy rồi. Thì còn đây là Siver, nghe là đi là cái đường 49. Cái này nó hiện rõ rồi. Đấy, đường 49 này. Thì là coi như là các em không 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 đi được chính. Bữa nay đại lộ đại liếc rồi thôi, đại lộ để cho đại nhân nó đi, em tiểu nhân em đi cái đường này, đi đường này em cứ cứ nấp né được cái chỗ nào cứ cả đùng loạn thì em lại né. Xong rồi né thì hôm qua thì các bạn biết và cứ vào được vào nét đây rồi ăn đủ luôn. Thế thì coi như bây giờ trên này đây cái chỗ này chúng ta thấy nó rõ đấy, đàn xuống tức là nó sẽ đi chạm tới cái đường này. Đấy, đường Siver nghe đấy các bạn, đấy, đường này. Đấy, tôi hay nói cái đường này là đường thứ cấp các bạn ạ. Đấy, cái chỗ này là cái ngã ba vào cái chỗ đây, nếu mà các bạn nào còn nhớ nó có cái market đấy, nó gọi là siêu thị đấy, supermarket đấy. Đó, nó ở đây rồi vào đây tập trung anh nhá, vào đấy mà bốc hốt xong rồi chờ anh. Thì đây nó đã loan tới đây các bạn, cái này thì cứ nhô lên rồi đấy, nó là như vậy. Cái này cứ nhô vào đây, nhô vào dần dần nguy hiểm quá. Chúng ta đi lên phía trên này một tí này. Đây, cái chỗ này thì nó hơi khác một tí. Đây là Taskina, là Taskina thì đây là chúng ta, đây là lúc nãy là chúng ta thấy có một cái đỏ đi đi ra phía này, mà cái đỏ đi xuống này, còn có một cái số bản đồ nữa là nó đang đi ra tới gần là Taskina đây rồi. Đấy, là Taskina này, đây này, cái này nó sẽ đi tới đây. Thì này chúng ta thấy là từ đây mà đi ra tới đây thì ở đây nó còn cái gì nữa đâu, ở đây nó là pháo đài đây các bạn nhá, pháo đài. Nhưng mà thôi, pháo đài bây giờ để cho em không nhắm vào nữa chứ, mấy cái chỗ này nó đã định vị rồi, thà mới đi lang thang ngoài đường giống như cái tàu biển mà cứ chạy chạy thì ta còn không bắn được, phải đứng một chỗ là mới chết. Thì đây là cố định. Đấy, nó cố định thì là cứ tra lên là bây giờ tôi đây tôi còn biết đó là tọa độ mấy, vĩ độ mấy, bao nhiêu độ, bao nhiêu phút, kinh tuyến mấy, là nó cứ thế nó phải chỉnh 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 trong cái thước ngắm, cái là bom thôi. Cho nên tôi đi rút là bị rút nhanh cho tao, rút cho xa. Oroka này, đây cũng là cái gọi là cái điểm tập kết này, rất nhiều đường đi vào đi ra ở đây. Cái chỗ này chúng ta biết rồi, hôm trước mà tôi nói rồi đấy, tức là một ngày mà coi như là ba bốn chục quả bom mà nó to như là cái nóc nhà nó lao xuống thì còn cái gì nữa, mà 1.500. Còn mà Nga nói sắp sắp tới là trong này là toàn được hưởng cái loại 3.000 hết nha. Đấy, chơi 500 là cũng ác rồi đấy, mà chơi cái 1.000 đến 1.500, bây giờ chơi tới 3.000 này này, để dành cho nhà máy thép, đấy, nhà máy luyện kim, nhà máy than cốc, rồi nhà máy bê tông, rồi nhà cua ke, rồi cái gì đấy là hãy đợi đây. Thì chúng ta phân tích cái chỗ này. Đấy. Thì cái bản đồ kia thì nó không còn cái đoạn này nữa. Đấy. Cái đoạn này là đoạn thì cái bản đồ này thì nó hơi khác một chút, tức là cái bản đồ kia thì cái chỗ này đỏ rồi. Đấy. Cái bản kia là cái chỗ này đỏ rồi các bạn.
Đó, hết rồi, có nghĩa là gì? Tức là từ cái đường này vào về mé bên phía Nga thì là đã kiểm soát luôn rồi. Trước đây là cái ổ để cho nó vào đây là lúc nãy tôi nói là bốn tức là 600 em đấy, 1,5 tiểu đoàn là bị ở cái chỗ này. Đấy. Đánh ở đâu thì vào đây là vào đây để mà đưa đồ đây thì coi như bây giờ nó không vào nữa. Đấy, các bạn nhớ chưa? Đấy, nhưng mà bây giờ thì nó cái chỗ này đang tức là bây giờ cái đám mà đi vào á là bây giờ không có vào đây nữa. Đấy, mà bây giờ vào đây. Đấy, đi vào đây. Đấy, vào đây. Đấy, và cũng công việc lúc nãy tôi nói lúc lúc đầu á. À, bây giờ đây không phải, nhưng mà cái bản đồ này thì nó lại vẫn có. Thì tôi cảm thấy cái bản đồ này nó cũng cũng có một cái gì đó đúng chứ phải không? Cái chỗ này là phải nuôi rồi chứ, anh chặn luôn cái chỗ này đấy, mà thực tế cái chỗ này thì là Nga đã đứng ngã ngã tư đây rồi, ngã tư đây đã đứng rồi, nhưng mà rõ ràng là người ta vẫn có thể vào ra được chứ phải không? Khi nào mà anh chiếm như thế này thì là vẫn là không ra không vào được. Anh phải chiếm như thế này cũng không ra không vào được. Thì chỗ này thì thực tế là có một số bản đồ là đỏ rồi. Thì chúng ta thấy là cái bước tiến này là sẽ là như vậy. Chứ bây giờ tôi không có chờ nó vào, bây giờ nó không chịu vào thì chờ làm cái gì? Bây giờ cứ đến đến là đánh thì chúng ta thấy đây cái mục tiêu đỏ này, người ta sẽ đánh vào đây này, đây này đỏ này. Đây nó cũng sẽ đánh lên đây. Và chúng ta thấy cái vết mờ mờ này tức là bùng sáng, tức là đang giao tranh, và có nghĩa rằng ngày mai có khả năng Nga sẽ ra tới đây. Đấy, Nga ra đây. Còn cái đường này nó ra là Lataskine này. À, còn đường này xuống để mà chạm tiệm cận với cái đường các cánh quân từ phía phía nam đánh lên, bỏ qua quận 9, quận 9 cứ để phía trong. Đấy, nó là khu vực này như vậy. Thì chúng ta nhìn nó tương đối rõ. Thì bây giờ để mà nhìn cái ngày cái thời gian đấy là Lataskina, các bạn nhớ là Lataskina Borovka, tôi hay nhắc lắm đấy, nhiều bạn thì thuộc lòng rồi nhưng mà có những người là nhiều khi là tiếng nước ngoài cho nên khó nhớ. Nhưng mà tôi thường xuyên là tôi nhắc thì chúng ta nghe mãi được, nó cũng quen sẽ nhớ thôi. Tôi nói ví dụ như là đây là cái ngày 16 này, đây chúng ta thấy là ngày 16 tháng 2 là ngày hôm nay. Thế bây giờ chúng ta thấy là bây giờ chúng ta lui lại ngày hôm qua đánh nào, đấy, ngày hôm qua 15 16 thì đánh nào, đấy đấy đây là ngày 15 này, nó cũng ra tí đây thôi này. Đây chúng ta là ngày 14 này, trước một ngày nữa. Đấy, 14 thì liếm có tí đây này, lúc nãy tôi vẽ có tí tí đây này. Đó. Chúng ta ngày 13 này. Ngày 13 thì còn đang cái chỗ này. Có một số quân Nga hồi đấy tôi nói với các bạn là có số quân Nga ở khu vực này thôi. Đó. Có một số quân Nga ở khu vực này. Cảm giác đây các bạn này. Đó. Sau đó để cho họ vào đấy. Từ bây giờ thì là đánh luôn rồi. Thế bây giờ chúng ta thấy là coi như đến ngày 14 là đánh ra luôn đấy. Thấp ra. Cho nên tôi nói là có như các bạn cứ nghe này, các bạn thấy nó hơi bị trùng đấy, chứ không phải là mình nói một cách gọi là nói dóc đó, trong này gọi là nói dóc, ngoài kia gọi là nói phép gì đấy, đấy không phải đâu. Đấy, chúng ta tiếp này, đấy ra từ đây này, đó, là taxi này, này cứ ra hướng này cho anh 16 này, đấy là bắt đầu ra tới đây rồi, bắt đầu lại phùng xám ra đây. Nếu mà lấy được cái khu vực này nữa là coi như quá ngon luôn. Người Bắc gọi là ngon lành cành đào. À, lấy này cho anh, trước mặt lấy này cho anh. Y cái đường này. Quá ngon. Chúng ta nhìn thì nhìn vào thẳng sát đây thì chúng ta thấy thế. Nhưng mà đến khi mà ra ngoài nhìn trong một cười đó, là coi như nhìn kêu Anipka trong một cười. Thế này, chúng ta ra ngoài này. Đấy, hồi trước là to trang hoát này. Kể cả cái chỗ mà Krasnogorovka, cái chỗ này là hồi xưa mà có cái hai cái xe tăng mà đi buổi tối xong nó hạ đấy các bạn, đấy là ở đây, đấy là cái hồi đấy là tranh chấp chỗ này to này này, xong rồi khép cái chỗ này mới đây thôi, cũng khép từ này tới đây thôi, Teron đây mà hồi đấy là mình còn đây này, này. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta đi lại nó là hơi lâu đấy, nó là như thế này, Amsaka này, nó là như thế này. Thế thì bây giờ cái chỗ này đỏ rồi các bạn nhé. Đây, chỗ này đỏ rồi. Sang đây chỗ này. Cái này đỏ chắc 16. Đấy, 16 đỏ rồi. Đấy. Tức là nó còn có bắp bé tí đẹo này. Trong khi đó là ông này còn đang đánh lên này. Đấy. Ông này sẽ đánh xuống này. Tiệm cận đây cái đường vào đây là hơi bị
ngày mai là hơi khó nhá, cái tranh thủ mà rút thì rút đi, chứ còn cái ngày mai là đi cái đường này là thôi rồi đấy. Thì đây nó đã tiệm cận đây còn có mấy trăm mét đấy các bạn này, thế còn dưới này thì đương nhiên đánh lên rồi, trên này thì đây thì đang đánh lên rồi, thì là coi như là chúng ta thấy nó cái góc nó cũng nhỏ dần nhỏ dần. Cái trên này thì cái pháo đài Saka nó ở phía sau này sợ quá, trước đây nó còn nói thế cũng phải đề phòng nó, thì bây giờ là không có gì là thì đi thôi, chứ còn chúng mày đi chúng mày trốn đi đường nào được, thì bây giờ anh đi đúng con đường đấy là không có mìn, chứ ở trước đây là mìn đã nhiều lắm, trước đây là nó ngài mìn đây là coi như là đi là chỗ nào cũng vướng mìn hết các bạn nhé, chứ không phải là bắt ngát này mà dùng dùng được đâu, đi phải đúng đường, không đúng đường là toi. Đấy, thì bây giờ là coi như con đường vào đây là coi như đây thì cái chỗ chúng ta mới vẽ đây, cái chỗ nhà máy à, vào thì bây giờ là thành con đường ra. Nói chung là ưu tiên là cái hướng là tây tiến đấy, cho anh. Chứ bây giờ mà đông tiến là đông cái gì trong đó, có gì trong đấy đang chạy từ đông này, đang chạy chạy mất cả dép được, coi như là tụt cả quần bây giờ, mà bây giờ thì tiến gì vào cái trong ấy nữa đấy, ra hết quận 9, quận 9 gì đấy là tập trung hết lại đây cho anh Nga đấy. Rồi và này nó chạy càng nhanh càng tốt. Dạ. Oroka. Cái này các bạn nhớ lắm rồi. Là taxi cái này nhớ lắm rồi. CV nhà Tonenka. Rồi thế thì bây giờ Nga có biết là nó sẽ ra đây không? Chắc là biết. Nó sẽ tập trung đây không? Chắc là biết. Nó sẽ ra đây không? Có. Rồi. 3.000, 1.500, 1.500 Pháp đấy. Đấy, là sẵn sàng đủ cơ số cho anh để mà ném bom lượn, đấy là bom thông minh là nó nhìn nó biết rồi, nhìn biết chỗ nó tự điều chỉnh mà. Rồi còn các cái lữ đoàn khác nào mà ở đâu mà đang chuẩn bị tiến vào đây thì thôi nha, tôi quay lại luôn đi. Đấy, chứ không không thì lại tới tập trung vào chỗ Arlop này anh làm thể đấy, vào đây luôn anh làm thể luôn, cái chỗ Arlop này là bị nhiều lắm. Đây chúng ta nhìn thấy cái này thì thôi, còn cái gì nữa, Alica. Đây, tôi gọi là dùng từ cô lập, còn nếu mà nhiều nơi nên nó gọi là bị coi như bị đăng xuất. Đấy, hoặc là một số nơi thì gọi là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Một số nơi thì nói là bảo là bị lìa khỏi trái đất, đấy, vân vân. Thì là người ta dùng từ gì đấy, đấy. Thế thì hôm trước thì chúng ta còn sợ cái chỗ này. Không phải là sợ mà gọi là đề phòng các bạn nhé. Trong đánh nhau là phải đề phòng hết các tình huống, chứ mà ô là bất ngờ, ô là người cảm ơn à, ơ cảm ơn có hộp thì cũng được đấy, hồi đấy là sợ cắt này này đấy, nó đánh từ Novo Kalinova đánh đánh xuống này, từ Ocean đánh vào này đấy, Berdichi Satepova coi như nó cắt luôn cái đường sắt này mà nó làm bợp luôn miếng này là coi như thôi ăn cho hết đấy, cho nên là hết sức cẩn thận. Mà đúng thật là may quá, không không việc gì, ơn giời không việc gì. Thế bây giờ nó lại lòi lòi ra cái miếng này, cái núm này, cái mới đây. Đấy, sợ nó cắt thế này. Giờ nó cắt cái miếng này. Phải nhìn hết các bạn, nhìn bản đồ nó sướng cái chỗ đó. Đấy. Đấy. Bây giờ anh thò thò ra để anh quắp vào, mà anh quắp vào. Còn nếu mà trong trường hợp mà anh làm luôn cái thằng Lataxikine này, đấy, thì tôi không nói gì. Tức là không những không bị cắt mà lại còn ôm thêm cái anh chàng này. Còn mấy ông này thì phải ôm thêm cái anh chàng này. Đấy, ôm thêm cái anh chàng này thì từ đây tới đây thì còn bao nhiêu đâu, đấy là diện rộng đấy. Trong trường hợp mà không làm thì thế chúng nó ở khu vực này, ở trên này các cũng đánh lên mà các bạn, các trên này đánh lên đấy, đánh lên đây đây thì tôi có vẽ trước rồi đấy, ví dụ đánh lên đấy thì bắt đầu là cái chỗ này quận 9 không đánh hay quận 9 đánh sao đấy, thì cái chỗ này đã là góc này đã là ấy rồi, thế bây giờ chúng mày thoát thoát ra được tới đây, ra tới đây thì anh làm thịt nốt, nói chung ra tới đây thì bốc hơi hết rồi, nó gọi là bay màu ấy các bạn, bay màu đấy, cho nên là hết sức cẩn thận. Còn trong này thì cũng nói rồi, trong này đấy cũng nữa. Bây giờ mà còn đại lộ đại liếc gì ở đây nữa mà. Đây là Saka đây này. Saka, đây Saka, đây Saka. Thành trì đó. Đây, cái này đó. Đây. Đấy là đường quốc lộ, còn cái đường sắt thì nó ở đây, đường sắt. Okay. Nói chung là như vậy thì chúng ta thấy thôi, thì chúng ta cũng đang say sưa chiến thắng quá. Thì tóm lại là gì, tóm lại là đã có lệnh rút rút nhanh trật tự và đừng có hô hào quá là thế giới nó nghe, nói toán đây là thế giới nghe rồi, bởi vì không còn cách nào khác.
không thể đánh được. Thằng tiếp viện nó quay quay đít nó chạy rồi. Đấy, còn mấy thằng trong này đang chơi với, coi như là thôi trả giải, em xin hàng. Cứ cấp trên thì bảo chiến cho em hàng, được chưa? Rồi bây giờ cố giữ cái gì, giữ tức là giữ mà bảo là đừng có nói rút lui, cứ rút nhưng mà đừng có nói rút lui, coi như vẫn còn đang chiến đấu để làm gì, giữ thể diện với châu Âu. Bây giờ sếp lớn coi như đang công cán rồi, đi xin tiền, vòi tiền, bảo là đấy bây giờ nói thật đấy, nếu mà không cho em tiền, không cho em vũ khí thì em sẽ mất, sẽ thua. Để đi vòi tiền thì có gì đâu, cho nên là rút. Nhưng mà trong quân đội chúng ta nói nhỏ với nhau là rút, nhưng mà còn anh lớn, sếp lớn là anh ra anh vẫn nói là vẫn đang chiến đấu, cho là đấy, chỉ có mỗi thiếu đạn, mỗi thiếu tiền, rồi thiếu cả cái mũ rồi áo giáp, không giết bằng nhặt gì đấy, nó đủ thứ là thiếu để nó xin đấy, để mà coi như cho cái lớp khác, cho cái lớp sau này đấy, để mà nó có để nó xài để nó chiến. Chứ còn trong này biết với nhau rồi, cái thằng nữ đoàn coi như quả đấm thép mà bây giờ bảo là thôi em nhũng rồi, em sợ rồi thì thôi, chứ còn đánh đấm cái gì. Đấy các bạn nhé, đấy, chúng ta có kết thúc cái Anika đây được chưa? Đấy. Đấy, nhìn này, cái này thì nó hơi rõ. Đấy, chúng ta trở về mái nhà xưa ở đây, thì đây cũng được, cái đồ này cũng hay chứ không phải không các bạn nhé. Đấy nó còn nó cứ khép dần mà thế này thì còn cái gì trong này nữa. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta đi Đức vừa nói là tuyên bố là sẽ hỗ trợ thêm 100 triệu, nhưng mà không biết là súng đạn hay gì mà nó cướp nhau, từ bên Đức nó cướp qua tới Kiev, ra tới ngoài chiến trường này giỏi lắm là còn 1-2 triệu thôi. Chúng ta biết là những cái khoản viện trợ đó là tế nhị lắm, nó mệt mỏi lắm, nó lại quả rồi khắp nơi, xong đó rồi nó cấn, nó trừ cái nọ, nó trừ cái kia, rồi bắt đầu nó trả tiền lương cho cái đám viên chức, công nhân viên chức ăn trước, sau đó đến lính sau. Lính mà con thằng nào chết rồi được khỏe, tao tao vẫn lấy cái tiền của chúng mày, mày chết thì cái chuyện của mày, còn tao vẫn lấy tiền được. Nói chung là coi như để mà nó cụ thể hóa, thực tế hóa được cái đồng tiền để trở thành, mà coi như là các cái viện trợ đấy để trở thành sức mạnh để mà chống lại Nga, thì nó không phải là sức mạnh đâu các bạn. Bây giờ 100 tỷ vào đây cũng không ăn thua, chứ 100 triệu làm gì. Trong khi Nga này ô đang bắt đầu cho ra các loại xe tăng T-90, T-80, là thậm chí là mông mã các loại T-72-65. Ông Putin đang đi thăm, đang chuẩn bị là chơi quả mùa xuân hè đấy các bạn. Chứ còn cái này phò phẹt này đơn giản. Rồi chúng ta xuống cái chỗ robot thế này. Cái khu vực này thì hôm qua chúng ta nói rồi, tức là cũng đang chiến nhưng mà có lẽ đang chờ tin chiến thắng ở Adipka rồi nó tự sụp đổ thôi. Đấy thì rẽ xuống đây đánh như này chứ không có đánh thẳng. Còn Robotina này thì cũng đang hấp hối, cũng là đánh gọi là giỡn chơi cho có, là còn đang chiến đấu, cũng đang cố gắng là xuyên cái phòng tuyến thứ nhất của Ga. Đấy, mà trong trước đó là mấy chục nghìn, ở đây cũng cả 100 nghìn, biết bao nhiêu là cả một quảng trường, bây giờ là nó hốt lại là coi như là làm được cái mấy nhà máy thép luôn, mà coi như là chưa được, mà bây giờ còn có mấy ông cứ mà tổ 33 chúng mình, 2 thằng 3 thằng cứ xuống đây đòi xuyên thủ cái hệ thống phòng tuyến của Suprovikin này. Các bạn biết là nó mộng du cả rồi, nó mộng du rồi. Có nghe nói một cái tin, tức là hiện nay Nga khu vực này là 60.000, định làm gì đây, chắc đánh lớn đấy. Hiện nay đang đánh nhau ở Kamianske, đang có ý đồ lên chỗ này, đang có ý đồ lên chỗ này, Hulipole luôn. Đấy. Tất nhiên là đây là cái vùng Zaporizhia rồi, phải lấy. Nhưng mà lấy chỗ này làm chi, lấy đây là phải lấy Zaporizhia đây, đây thủ đô này, thủ phủ này. Đấy. Đấy, chúng ta vào cái thủ phủ này, đấy nó cũng là bên tả ngạn các bạn nhé. Đấy, chúng ta thấy là hầu hết nữa. Bên này ít lắm, bên này ít hơn, đó, bên này ít, bên này thì rộng. Thế thì lấy xong cái chỗ này để làm gì? Đấy. Nó là sẽ đến cái vùng xanh này, ông Kherson, rồi thậm chí Odessa, thì ông này ông dập dành dành mấy cái tàu đổ bộ nó phang nó rồi. Đánh Odessa sướng nhất đấy là lính dù nhảy vào, pháo kích bom vào, bắt đầu là đổ bộ lên. Thì bây giờ mấy anh đổ bộ anh làm coi như te tua rồi. Đây này, các cái khu vực này chúng ta thấy là đây vào đây này, vào đây đánh Odessa này quá sướng này. Ở ngoài này đánh bộ đổ bộ thẳng vào đây luôn. Trong khi đó chúng ta biết là Nga bây giờ mà vào là nó khác với Nga vào trước đây.
trước đây vào nó còn còn gọi là đấy. Còn cái Kerinki này chúng ta biết là em xin nghỉ các bạn nhé, bên Ukraine em tạm tạm ngừng đi, em lo cho cái đám này nó rút cho nó nhanh cái đã, cho còn còn cái chỗ mà cha sút ra chỗ này mà coi như là đánh hăng, nhưng mà coi như không được nêu tên là các bạn biết là coi như là cái đằng kia nó ghê gớm rồi. Đấy, bắt đầu các bạn thấy là coi như là nó các cái vùng này nó cũng không xanh nữa. Đấy. Đấy thì chúng ta thấy là coi như là Nga đã đánh đánh thẳng vào rồi. Trước đây cứ nhì nhằng mãi ở đây, chúng ta biết là hồi đấy là đây cũng mìn nhiều lắm, mìn cả trời mìn luôn. Đấy, khắp nơi này, này chúng ta, bây giờ cũng thế thôi, cũng không vào được. Thì bây giờ là Nga đã vào được rồi, vào được rồi, vào đang đánh thẳng này. Và hôm qua chúng tôi nói là lấy chỗ này mà chưa lấy được. Đấy. Nhưng mà các cái vùng này là coi như là bắt đầu đã đang giao tranh rất là lớn. Đây đây là phố rồi đấy các bạn nhé, đây thực tế nó là phố rồi. Đấy, khu vực phố rồi, đang giao tranh đây là. Đây là phố hết rồi. Còn đây là phố trong, còn đây là phố ngoài. Tất cả cái hệ thống này là phố. Thì đã vào trong này rồi, nên là cứ tiếp tục vận hành theo đúng ý đồ, tiếp tục bắn phá, tiếp tục chặn các cái đường tiếp viện. Cái đường này là thông ra đường H32 đấy các bạn, còn đây đường 506, 504, 504 đi Ivanovka, còn 506 là Chasovka đi vào Kromove. Đấy, hiện nay là khu vực này. Còn Chasovka tức là cái chỗ này tôi nghĩ cũng nhanh thôi, trong này có mấy đường, cái này thì không ăn thua, chủ yếu là ông Chasovka bên này, đây Chasovka này. Thì Nga đang đang đánh vào các cái tức là các loại bom đang đánh vào trung tâm, lúc nãy tôi nói đấy, đang đánh vào trung tâm, cứ nháo nhác cho nó sợ cái đã, cho nó co rúm vào các cái chỗ nào thì nghi ngờ, hoặc là co hoặc là ta đã biết rồi thì đánh vào, cứ dồn vào chỗ A chỗ B đấy, là dồn đâu anh biết luôn rồi. Thì còn cái chỗ này là chúng ta thấy là Promovac thì trong này, đây đây trang xuống ra rồi, bắt đầu trang xuống ra đây rồi. Còn đây là cái đường này, bạn nào mà nói được cái đường này lên chỗ nào là bạn ấy rất giỏi này. Đường sắt này, tôi nghĩ là có nhiều bạn sẽ biết được. Đấy. Nó lên đâu, lên Bakhivka, cái chỗ Bakhivka, nhưng mà lên lấy được Bakhivka là lấy từ cái chỗ Solida xuống, rồi cái chỗ phía tây bắc mà coi là Orekhovo Vasilivka này đánh xuống là gặp nhau cái chỗ mà ấy là cái con đường này. Nó có cái hồ ở trên đấy các bạn nhé, trong cái đường sắt này, đấy là cái pháo đài này. Đấy thì bây giờ lại bắt đầu là tới đây rồi, đấy, tới khu vực này rồi, còn khu vực này là coi như đã tới đây rồi, cái vùng này tức là vùng vùng xanh này là coi như vẫn của là Ukraine này. Đấy, cả vùng này, còn trên này chúng ta biết là không đánh nữa, thì hiện nay là quân đang tiến xuống, đấy, đang tiến xuống, thực tế là cũng xa rồi chứ không phải đây đâu, tiếng này là tiếng bằng nhau luôn mà, đấy. Cái đường sắt và cái đường bộ là tiến bằng nhau. Và bắt đầu là đã pháo kích vào các cái khu vực trong này, cái chỗ này thì pháo kích ngày nào pháo kích rồi, còn phía trong này nữa kìa. Đấy, còn đây là cái hướng Bạch Tuộc, cho nên chúng ta thấy và ở đây nó có cái chúng ta biết là nó có một cái đường mương. Đấy, đây cái mương này này. Đấy, đường mương này nó xuống chỗ Kuromovka thì là Nga đã quản lý hai bên mương rồi, còn lại là cái chỗ Arukha với Kalichka thì là, đấy, chưa chưa qua được cái mương các bạn nhé. Thì quay qua cái mương này thì chuyện nhỏ thôi, bộ binh thì đi dễ, nhưng mà nếu mà các loại xe tăng hoặc là các loại xe bộ binh chiến đấu thì quăng cái phao cái mương thì nó nhỏ thôi, ví dụ cái sông ấy thì nó to. Tôi nói ví dụ cái sông to là cái chỗ nào khúc nhỏ thì người ta mới làm cái phao cầu phao đấy cho nó ngắn, cho nó nhanh, cho nó tiện đấy. Nhưng mà những cái chỗ mà eo eo đấy mà quăng phao qua thì cũng là dễ, là cái mục tiêu mà bên nào nó cũng biết là cái chỗ đấy, cho nên là dễ mục tiêu. Chứ còn cái mương thì nó bằng nhau cả, mương thì nó đã gọi là đào cánh đào rồi, nó là tít tắp là như nhau, thì quăng chỗ nào cũng được, cho nên chính vì thế cho nên là sẽ làm khó cho đối phương hơn nếu họ muốn pháo kích vào cái chỗ cổng vào. Nôm na là như thế các bạn nha. Thế là bây giờ chúng ta đi xuống cái chỗ phía dưới này, đây đây là đang phát triển tốt, nói chung cũng chưa 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 đánh sâu đâu, nhưng mà đây chúng ta thấy là ví dụ như này. Đây, chỗ này thì này chúng ta đây đây là cái mương này, đó, cái mương này, cái chỗ Arukha vẫn chưa được, mà đây chỗ Kuromovka này chúng ta biết rồi là Nga
đây đây nó gọi là Kurumovka các bạn này. Thì đã hai bên mương thì mình cũng sẽ phân tích rồi nhé. Rồi chúng ta lên cái chỗ gọi là Terni. Terni thì không có những cái báo cáo gì, không biết là âm thầm, chỉ biết rằng 4 ngày vừa qua là bên này đã cống nạp 1.225 em, 1.225 chia cho 4 ngày, mỗi ngày là khoảng 300 từ ngày 12 đến ngày 16. Shinkuka, Shinkuka thì cũng đang giao tranh, thì chúng ta thấy là chỗ này đang đánh bằng tăng, đấu tăng các bạn nhé. Và cái khu vực này chúng ta thấy cũng Nga cũng đã chiếm hầu hết cái chỗ Shinkuka thế này rồi. Đấy, nhưng mà nói chung là chiếm hoàn toàn thì chưa, và cũng đang đang trên tinh thần là coi như là đánh đánh né né đó. Và truy kích cái một số ở trong rừng đánh này, tôi nghĩ là cũng đang chờ gì đấy chứ không phải là không đánh được. Đồng ý là Kupian thì có thể nói là rất là cứng đấy, bên đấy phòng thủ rất cứng. Ngoài ra thì chỗ biên giới đây thì chúng ta biết rằng tiếp tục pháo kích qua bên bên siêu thị của bên tỉnh Belgorod, cũng vùng ven ở Serena, thì nói chung là cũng đang tấn công qua bên này, chết 6 người, 10 người bị thương. Thì cái này là Nga cũng đang rối cái chỗ này, chưa biết giải quyết kiểu gì. Nó bắn vào cái súng gọi là pháo đa nòng phụt phụt vào đấy các bạn. Đấy, vậy thôi. Cứ định kỳ, rồi xong hết rồi. Hết rồi các bạn. Đấy thì tóm lại là Nga đang đánh như trẻ tre các bạn nhé. Vấn đề là lúc nào thôi. Và người ta đang tính những con bài tính tiếp theo. Tôi chứ còn Adipka này thì không kể ra, nếu mà nói về cái sự sụp đổ này thì đánh thì không nhiều lắm, nhưng mà nó hoang mang, rồi nó đầu hàng, rồi cái tiếp viện là bị phang cái chỗ Selidove đấy nữa, là coi như là nó gần như là cái gì Nga nó cũng biết rồi thì nó chịu rồi. Đánh nó phải bí mật, đánh nó phải phải nó kia, nhưng bây giờ anh đi đâu anh làm gì, bắt đầu anh cầm đũa lên nó còn biết thì thôi, nhưng rồi mà đưa mấy cái thằng đinh cậu ở thành phố ở thủ đô tới rồi bảo là bây giờ chỗ ăn chỗ nào hỏi trước, rồi bắt đầu cái công sự của tao đâu, phòng tuyến thế nào, bây giờ đánh hướng nào, thì chưa nói xong nó đã phang, nó đánh bùm bùm là coi chết chết 600 thằng rồi thì còn đánh cái gì nữa, đánh bị đấm, cho nên là khó đấy các bạn, nói chung là tương đối khó. Thôi cái bản tin này cũng vậy thôi, còn nếu mà có cái thời lượng để dành cho các cái bản tin khác, thì ngày hôm qua tôi cũng có tí việc cho nên là cái quả địa cầu cũng tôi đưa một cái Hitler viết lên, nhưng mà nó bị gỡ xuống đấy các bạn, nó gỡ lên gỡ xuống với khuya quá, tôi đưa lên lúc đấy khoảng 12 thì kém 10, thì có gì các bạn thông cảm thôi. Nhưng mấy ngày Tết này nó cũng lù bù, chắc là ra khoảng mùng 10 thì lúc đấy là nó sẽ chẳng bình thường. Đấy tôi cũng đang cố gắng cũng 2-3 cái một ngày đấy, nhưng mà nó nhiều khi nó cũng giờ giấc nó loạng choạng. Rồi, rất cảm ơn các bạn, bye bye.